Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn lại đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đang trên đường đến với đường lên bản Háng Đây các bạn ạ. Ở khu vực này thì ngay bên trên phòng trọ mình một chút, một cái cảnh phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Nhiều hôm mình quay rồi, nhưng hôm nay mình sẽ quay ở một cái địa thế nó rất là đẹp ở gần mây các bạn ạ. Ở cái biển mây ở ngay khu vực trung tâm của xã Làng Nhì. Mọi hôm thì mình quay ở trên cao. Ở trên cao kia các bạn, mình đứng ở chỗ kia thì quay được biển mây bên này, biển mây bên kia, nhưng cái chỗ này là sát với cái mây luôn. Cực kỳ là đẹp luôn các bạn ạ. Hơi bị chói sáng một chút, buổi sáng nó thấp hơn một tí. Còn tầm này là nó bắt đầu nó nhô nhô lên rồi. Biển mây đấy, công nhận cái Làng Nhì có cái tiềm năng du lịch rất là ấn tượng luôn các bạn ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với anh Tuyến tiếp tục phá đá và cùng với bà con dọn cho nó xong cái phần đá ở trên đường đấy các bạn, trên bờ rào ấy. Ok, chúng ta sẽ vừa đi vừa ngắm mây theo đường đi các bạn nhé. Đẹp quá. Đây là khu vực mà cao, gần như là cao nhất của cái tuyến đường này các bạn ạ. Người dân bản người ta gọi là đây là một cái điểm, đây là eo gió. Tức là chỗ này lúc nào cũng có gió. Buổi sáng thì chưa có gió, nhưng mà buổi trưa, tầm buổi trưa rồi đi đến một chiều là gió. Buổi sáng thì ngắm mây ở chỗ này. Đấy, đẹp chưa? Đứng ở trên cao nhìn nó rất là rõ, rộng. Còn phía hướng bên bên này cũng có một biển mây Háng Đây. Tí nữa chúng ta sẽ đi tiếp xem. Và đường lên đây là lên cái đỉnh Tua Trù, tức là người Mông người ta gọi là đỉnh Thác Trời, cao hình như là phải gần 2000m so với mực nước biển. Và cũng từ cái đợt mình làm ở Tà Chơ rồi, bà con bảo trên đấy đẹp lắm, cao nhìn thấy toàn khu vực thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn và khu vực cả huyện Trạm Tấu nữa cơ. Tức là nó bao bọc hết cái đỉnh ấy, nó rất là cao và nó đứng như kiểu một cái mom đảo ấy. Từ cái đợt Tà Chơ chống tàu với chống chơ cũng bà con cũng rủ lên mấy lần, nhưng mình chưa có dịp để mình lên đấy. Hôm nào mình lên đấy giới thiệu cho bạn. Đây là cái tiềm năng du lịch rất là lớn của cái xã Làng Nhì này, đỉnh Chua Tù. Mà đi thấy bà con bảo đi từ cái điểm này này, điểm rừng này lên đấy có khoảng hơn một tiếng thôi, tức là nó cũng khoảng hai, cứ cho nó là hai tiếng thì là cũng gần, khoảng chắc gần chục cây, mấy cây thôi, đi bộ lên rừng ấy. Hôm nào mình sẽ lên đấy một chuyến để tham quan cho các bạn biết được cái cảnh đẹp ở địa phương này. Và cũng là tiềm năng du lịch rất là lớn của địa phương này các bạn ạ, của xã Làng Nhì này. Tà Chì Nhù thì các bạn nghe nhiều rồi, nhưng mà đỉnh Chua Tù này các bạn chắc chắn là chưa nghe bao giờ. Hôm nào mình sẽ lên đấy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi vào Háng Đây thôi. Tiến xe đi khoảng đến ở cái eo gió này thì tiến xe đi khoảng 20m thì biển mây Háng Đây ở phía bên này các bạn ạ. Đó, đứng ở cái chỗ này thì cảnh cực kỳ đẹp luôn, mà nó cao ngay gần bờ đường luôn. Đây, đứng lại một chút để ngắm mây một chút đã, không tí nó bay hết. Cái mây này thì các bác đi săn mây, các bạn đi săn mây thì nhớ đi vào buổi tối, có thể là ngủ hôm tây hay ngủ ở đâu đó, hoặc là nếu mà đi lên đây thì phải đi buổi sáng sớm, tầm 6 giờ sáng mà có mặt ở trên bản rồi thì cái mây nó mới đẹp. Bây giờ nó bắt đầu tràn rồi nhé các bạn nhé, bắt đầu tràn lên dần rồi đấy. Đấy, bắt đầu nó tràn theo cái rừng già lên. Kia là cái hướng mình cũng quay vài lần chỉ cho các bạn rồi đúng không? Hướng kia là hướng vào bản Háng Đây. Bên kia cũng có một biển mây bản Mù. Đấy, đây mình đặt tên cho nó là biển mây Háng Đây. Còn cái đỉnh Chua Tù mình vừa nói cho các bạn hình như là nó ở kia. Mình kia đi từ đấy lên đây, đi nhìn thế này thôi, đi từ đấy lên đây rồi. Gần 2 tiếng đồng hồ đấy, toàn thấy vào vách đá mà đi nguy hiểm, mạo hiểm lắm. Cảnh thì cực kỳ đẹp, nó là đỉnh cao nhất ở khu vực này rồi.
Hôm nào mình lên đấy mình quay một hôm cho các bạn. Đây là đỉnh đỉnh nó có hai đỉnh 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 phiên dịch cái gì nhỉ? Phiên dịch từ tiếng Mông ra là đỉnh Màu Gà với lại đỉnh Chua Tù. Đỉnh Chua Tù hai đỉnh gần nhau, không biết là đỉnh này hay đỉnh bên kia nữa. Ngay đằng sau Tà Chơ đi lên đấy. Nhưng mà nói là ngay thì không phải, nó ở hướng đấy thôi. Wow, đẹp quá. Đi thôi. Các em học sinh đi học về đấy. Mùi chế. Đằng đây đi học về đấy các bạn. Đi bộ cứ thế mà đi. Cái đường này để mà đi xe đạp chắc là không đi nổi đâu các bạn ạ, nó dốc lắm. Đường bê tông to ngoài này nhưng mà chắc là toàn phải dắt xe thôi chứ còn để mà đi thì khó lắm. Bộ kêu nhanh hơn thật. Về đến bản rồi. Tập lê rồi. Hả? Tập lê rồi. Tập lê à? Cô già vả. Bây giờ bắt đầu có hai chú giới đây. Giữ chú cả ba nhũ đi, bấy nhũ đi từ cả cho bấy ua, bấy chạy mũ ua đây. Bấy chú khiến ok nữa. Đây là hai hộ gia đình ở dưới kia là chỗ nhà A Chua. Hôm trước anh Tuyến lăn đá nó bị vỡ ống. Do cái ống của bà con nó rất là cũ rồi, cái hôm đi sửa ấy, đi chôn là không chôn được, nó có đá treo lên thì lại ống nó hỏng, nó không treo được nên là đá lăn xuống. Đây cái này nhá, anh bảo nhá, bây giờ hỗ trợ nhà này nhà kia nó đòi hỏi rất là khó. Bây giờ nhà em hỏng nặng thì anh hỗ trợ cho em 50m thôi, một nửa thôi, còn làm gì mà cả cái đoạn 100m này thì gia đình, các hộ gia đình thêm thắp vào mấy thôi. Cái này 1.4 triệu thì mình em hỗ trợ cho anh 700.000. Thế 700.000 thế để hôm nào mình tìm được tiền thì mình thanh vào tiền cho anh, khi nào anh chở vật liệu để anh chở lên luôn. Chở luôn ở đây được. À đang vay cái gì? Đấy. Ừ thế cũng được. Sao hôm nọ không rút nó ra? Không, cái đấy là nối nhiều lắm. Nối nhiều quá gì? Rút ra thì nó không chảy. Ok, bây giờ lấy đi sửa chữa đi, xong hôm nào em mua giả cho. Thế thì anh mua một quặng giả cho nó thì mình thanh tiền vào. Mỗi người một nửa nhé. Ây da, vợ sẽ làm vườn luôn à? Máu nhè. Nền nhà AC giờ thành vườn rau luôn rồi. Trồng cái rau gì đấy? Tầm bóp à? Ừ đúng rồi. Mùa này rau tầm bóp vào được ấy. Cái gì luống luống gì kia là trồng cái bí à? Hố hố ấy. Rau rừng quá à? Cái này anh Tuyến hôm trước sửa đúng ra phải lấy cái ben đi gạt phát cho nó sạch đẹp đi thì đi nó mới dễ. Đi toàn qua các khe đá này. Tạm dừng. Rồi. Chỗ này khi mà lắp búa vào vẫn tỉa ra một tí các bạn nhé. Ra một chút nữa. Hiện tại thì mình đã thấy bà con cuốc xẻng rồi, là anh em đang chuẩn bị máy nổ rồi các bạn. Nổ rồi. Sửa đường á? À sửa đường cho họ.
Qua vừa mua cái mũi khoan mới. Hôm trước anh em làm cụt không để ý này. Vừa mua cái mũi mới này. Như cái đoạn dưới này nó có nước, nó mạch cái sao mà chưa thấy nở nhỉ? À đây. Nở nhưng mà nở ít thế nhỉ? À nở rồi. Đây. Đây là những vết nứt đá này. Rút hết qua đây này. Đây. Đây, nứt ở đây nó không có vách nên cái khe nứt của nó rất là nhỏ. Đó. Đây. Ui, cái bên kia sao nó nở ra to thế nhỉ? Hôm nay khoan thì ngày mai mới lấy bột được. Tối mình về mình lấy bột các bạn ạ. Ui, chỗ này nứt nhiều thế. Nứt lung tung hết này. Cái này thò ngón tay vào được này. Ui, sắp lở rồi. Cẩn thận đi đường nó lại lở xuống người đi chết ấy. Ổn đấy. Bột nở phát huy tác dụng tốt phết đấy. Ok, xuống đây xem máy móc. Hôm qua đổ nhớt chưa anh Trang? Đổ nhớt chưa? Đang đổ à? Ô, sao lại tháo ra? À, cứ tưởng là hôm qua vừa vặn vào hôm nay lại tháo ra đây rồi. Hôm qua vặn vào rồi nhưng mà chưa ấy, chưa đổ nhớt. Khe nước kìa. Ô, ra ngoài kìa. Không đâu. Nó sạt ra. Dân lấy cuốc đi cào. Chắc phải làm giật cấp một tầng nữa. Nó ít. Khối lượng nó ít. Được rồi. Thôi được rồi anh ơi, hôm nào máy nó dỗi lại đánh một đường cơ ở trên nữa. Sập đấy, tại vì cái chân nó có nước, nó khó giữ. Đây xuống dưới này, bạn xem. Đây này như đá này thì dễ buông, dễ đào này. Chỗ này tí phải đánh hết. Hết vào chân. Đây lúc nãy A Trang có tham gia là bảo cho một đường cơ ở trên, nhưng mình nghĩ cũng đúng thôi, tại vì là thật ra là cái bờ tả ly nó cũng rất là thoải rồi, nhưng mà cái này nó địa chất nó là cấp phối ra mảnh nước, cho nên là nó cái độ trượt của cái đất này rất là lớn. Hôm nọ mình đã giật cấp ở chỗ này và đánh tả ly rất là thoải rồi, nhưng mà có khi phải làm một đường cơ nữa trên kia, xong rồi vứt đất sang bên kia thì mới ổn được các bạn ạ, để cho nó an tâm ấy. Chứ còn thật ra như thế này là cũng được rồi, nhưng mà để mà nó thoải mái nhất, an tâm nhất thì vẫn phải giật một đường cơ ở trên nữa thì nó đỡ. Nhưng mà trèo máy lên đây nhá, không phải đơn giản đâu nhá, nó sạt cả tảng này xuống đấy. Đi máy phải đi sâu ở bên trên kia cơ. Đây hộ gia đình này lấy nước về đây để về ăn. Nước rất là lớn luôn, một cái ống 21 thoải mái luôn. Nhưng mà chính lấy nước như thế này là may sau cái đường này là an toàn này. Kể cả cái mạch nước trên kia mà dân tạo điều kiện cho dân bản lấy nước thì tốt. Cái phía bên trong này thì mở vào thì không phải là đất đâu nhá, từ đây đi là đá rồi các bạn nhé.
Đấy, cái cua này muốn rộng nữa cũng khó lắm, toàn là đá tảng lên khối rồi. Chị Trung Quốc, giống Trung Quốc đi làm à? Thế một mình đi làm như này thì đi kiếm tiền ăn thế nào được nhỉ? Không kiếm được. Hôm qua vừa thăm chị Nu thế này. Như không có em bé này thì mình thỉnh thoảng đi thì có lừa, nhưng mà chỉ có là chồng em bé thôi. Chồng em bé thôi. Không làm được. Đúng rồi. Đi dọn đá ở dưới kìa. Vâng. À. Chỗ này chắc cũng phải lấy gầu về đập vào ác, chỗ này chắc chắn là nó cũng sẽ sạt đấy. Nói chung là cái đường vùng cao này khó tránh khỏi cái việc sạt lở lắm. Đây nữa. Giờ phải kiếm được cái máy lu nhỉ. Thuê thì lại chả có tiền. Giờ có cái máy lu bé bé này cứ chạy đi chạy lại nền đường chắc tốt. Mấy hôm nữa thì lúc nào mà đổ bê tông thì vẫn phải lu bằng ô tô các bạn nhé. Thì không có thì phương tiện thì chỉ có lu bằng ô tô thôi. Còn có máy lu thì nó lại đơn giản. Chỗ này ra khá rộng đẹp rồi. Đây chỗ này hôm trước anh Tuyến đã dọn đi đá. Chỗ này kè được khá rồi. Cô không có gì mình nữa. Hả? Cái này á? Vâng. Có chứ. Này. Phải lăn trên kia hết đá xong mới lăn ở nương này xuống. Không để đấy thế đâu. Sửa cái gì? Em kêu em đi sửa cái gì đấy? Hả? Sửa cái gì? Lăn cái đá cho người ta đi á? À? À thế ở dưới kia có một ít thế thôi quá. Bỏ lại thì chiều lại đổ xuống đây, nó lại xuống đây thì dọn cái sao không dọn trên kia? À cho dân người ta đi trước đã quá. Thôi thế thì dọn qua đi xong rồi lên trên. Đi. Uống một tí xong rồi lên trên kia. Hí hí. Dọn cái này quá. À không phải. Dọn cái đường bé. À. dân người ta không đi được, người ta chửi cho nó phải rồi. Đây là hôm nọ máy xúc đã đi vào tận trong này rồi các bạn nhé. Thế nhưng mà căng lắm các bạn ạ. Toàn cái loại đá mồ côi tròn xoe thế này. Không có thớ này. Rất là nguy hiểm đây này. Nếu không phá thì không đủ cái mặt đường để mà rộng 3 mét được. Nhưng phá là lại cả một vấn đề. Nói chung là đường này căng lắm, căng với đá này lắm các bạn. Những cái hòn này rất là khó mở luôn, khó phá. Búa chắc chắn là không ra đâu, cái hòn này. Đây là đường của dân bản đi các bạn ạ. Có mấy hộ ở trong này này. Đấy, có mấy em đi nương hay sao này. Đang phải đi dọn cho người ta. Nha rồng. Ừ, có cái gì đây? Ha, đi đâu? Mó à? Ua te à? Hay ua là? Đi làm ruộng hay là đi làm... Đây là con đường đi vào nhà của mấy hộ gia đình các bạn nhé. Ở trong này này. Đá to quá người ta không phá được. Đây này. Cái địa chất ở cái vùng này ấy là... Cứ đào xuống mặt đất khoảng 1 mét thôi là sẽ gặp đá các bạn. Tất cả hệ thống này là đá hết. Hôm qua cũng ngồi tính với mấy anh chủ tịch xã với lại anh A Chua. Là cái vật liệu mà mở, nếu mà mở đi xuống trường phải mở từ đây. Mà toàn đá thế này thì thôi. Mở không không đủ ô tô đi đâu. Vất vả lắm, làm máy tời nhanh hơn. Đây quá, những đoạn này quá. Mang cả hai, ở nhà này. Một đồng chí, hai đồng chí, ba đồng chí. Ây da. Mấy đứa rồi? Bốn à? Ba đứa à? Bằng nhà chị nhỉ?
đẻ nhiều quá các chị em ở trên này. Có người thì đang 6 đứa này. 5 6 đứa. Bây giờ phải treo lên nhá. Treo cành cây à. Sợ quản lý đấy. Đúng là lăn đá xuống nó lại hỏng, nó lại kêu đấy nhá. Hỏng tàng ấy. Ui đấy, cái ống nước của chị kìa, kéo kìa, một người đằng đuôi, một người đằng đầu nhìn. Thôi đỡ tí nào. Mặn mặn. Treo lên nhá, hay là chôn xuống nhá, không là lại hỏng đấy. Đi thần đâu đấy? Đi vòng qua dưới nhà A Sung mà. Những hộ này vác ra phát ra để ngừng thi công đấy. Căng lắm. Mình làm dân vận không khéo á, khó làm việc lắm, không phải đơn giản đâu. Nếu mà mua cho người ta những hộ này hết á, những hộ khác mà hỏng á, loại đòi hỏi khổ lắm. Nên là phải làm thật khéo. Công tác dân vận ở trên vùng cao không đơn giản một chút nào. Mua rồi nhé. Lua lua. Lua lua. Ừ, cười lên. Đừng có mà bao vác ra phát ra giữa đường nhé. Đây là tổ mấy đây? Tổ này hôm qua không làm đấy phải không? Vâng. Đấy. Hôm qua tôi tưởng là không thành, họ không gọi thì chắc là không làm. Ồ. Gần như bây giờ công việc nó đều đều rồi, không phải gọi đâu. Vâng. Mà là cứ tự động mà đi thôi. Ngày nào chả làm mà phải không đi thì làm sao mà làm được. Thông báo á, ngày nào trưởng thôn phải thông báo cả. Không phải tổ trưởng, nếu như là làm mới biết chứ. Tổ trưởng hôm qua đi rừng à? Vâng, hôm qua tổ trưởng lên rừng. Tổ trưởng lên rừng là quân là mất đầu luôn, là đình công không đi ngay. Đi làm mà không có đầu mà. Không có đầu thì bảo A Tú, gặp A Tú làm đầu cho. Đây giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm đặc sản ở Yên Bái, đó là chè tuyết Suối Giàng. Thì đây các bạn nhé, giới thiệu các bạn những cái cây này, cây nhỏ. Chè tuyết này, chè tuyết cây nhỏ. Đây nó đang lên mầm, đang rất là đẹp này. Mùa này bà con hái như này giá đắt lắm nhá. Chè ngon, chè sạch ấy. Chè tuyết người Mông ấy. Hôm nào mình phải tìm hiểu cái sản phẩm này, thu mua cho bà con. Về nhiều bản làng có lắm các bạn. Gần như bản nào cũng có cái chè tuyết này. Mà bà con tiêu thụ rất là khó. Có mình thấy ở dưới Nghĩa Lộ người ta còn ngồi bán ở vệ đường ấy. Bán ở vệ đường không ấy được. Đây phía bên dưới này rất nhiều hộ có vườn, có voi các bạn. Đây nhìn ngược lên này. Phá cái vách đá kia này. Lằn ác thật. Mình đang xuống đây để xem cái vườn, à cái nương rau cải của bà con người Mông đang nở hoa đây các bạn này. Nhiều bác theo dõi kênh rất là quan tâm đến cái rau cải người Mông này mà mình chưa quay ở nương lần nào. Đây này, đây là cảnh thực tế đây. Tí nữa, ui, chả còn rau để ăn nhỉ. Tí nữa mình xin ít. Đây này. Đấy, chuẩn rau cải người Mông đấy nhé các bạn nhé. Nhưng chỗ này có vẻ đất cằn hay sao ấy. Cây nó không được to cho lắm. Đẹp chưa? Đấy. Nhiều bạn nữ hay đi cái mùa này hay chụp cái hoa cải đấy lắm. Ừ, thơm thế. Mình cứ tưởng nó không thơm các bạn ạ. Nó ra rất là thơm luôn.
cái giống rau cải mấy bông này thì người ta để chắc phải hàng mấy trăm bời rồi quá. Tức là cứ mùa nào người ta cũng quải nương, và đến khi mà nó ra hoa, nó ra quả thì người ta vặt về treo lên gác bếp ấy, thì sang năm sau lại trồng tiếp. Đấy. Không biết là của, chắc là của nhà anh Sùng rồi. Chả thấy cái cây non nào nữa, lấy ít về ăn không còn. À, lên trên này. Đây. Đây này. Cả người Mông người ta toàn tỉa lá như thế này đó. Rau nương này ăn nó đậm hơn, nó ngọt hơn. Sang bên này thì chị em tiếp tục dọn bên này. Có hai hộ gia đình bên này nữa. Một hộ đây, đường bé tí thôi, 40 phân. Một hộ bên trên này, đi cái đường này được đấy nhỉ. Tắc đường của nhà dân rồi, đúng rồi. Sao họ không mở đường lên trên trống trơ kia nhỉ? Trên đường trống trơ kia nhỉ? Mở thì... Dốc à? Mở thẳng ở đây, nhưng mà bên kia nó toàn đá nhiều lắm. Có nhiều đá à? Không làm được. Chỗ này tắc hết đường rồi. Ôi, chỗ này nhiều đất thế. Khiếp, cái đường này mà bà con đi về hàng ngày được. Đến chịu. Đây, đang phải vắt dây lên trên ấy kia kìa. Vắt dây nước lên trên cây kìa. Nước gió hết ra đây rồi. Nào. Tôi hạ ta cắn lá hát nó còn thử nào. Con chó. Con chó tí nữa được ăn thịt. Nào. Nào, bám vào đây các chị em ơi. Nào. 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 Lên lên. Bỏ lại, bỏ lại, bỏ lại. Bỏ lại, bỏ lại. Đấy. Đấy, tí cho vào kia là được. Này, bẩn hết rồi. Ok, khoảng 2 tiếng đồng hồ thì bà con đã dọn xong hai cái phần đường cho hai hộ gia đình này các bạn. Giờ tiếp tục di chuyển lên trên kia để lăn đá tiếp thôi. Giải quyết cho nó bớt cái hàng rào đi, không là mưa xuống là hỏng ấy. Đây, chị em lên phía trên này cho sửa lại cái bờ rào. Chưa có một hòn đá đâu. Lăn nó nhảy. Đúng rồi, chống. Mà đừng có làm ra như này mà làm thẳng thẳng xuống thôi. Ừ, làm thẳng xuống chứ làm chéo chéo ra này nó đập vào đây, thẳng vào đây nó lại đổ thôi. Ừ. Đây này, thẳng. Thẳng xuống cái dàn su su này này. Anh cho xuống lâu nữa anh nhớ rút rút xuống lấy su. Tình cứ mà ốt lo ra. Ốt thế lo chứ, ốt lo lắm. Ốt lo lắm. Để mất lâu không có su. Cởi ra, lấy cái thì mà cởi thôi. Có cần cởi không? Có chứ. Dựng được không? Cái này phải cởi đấy nhỉ. Làm thẳng xuống kia đi. Xong ở dưới kia, chống ở dưới kia lên. Chống bên này sang thì mới ổn được. Cởi đi em ơi, lấy cái kìm cởi đi. Mấy em ơi. Hả?
Được rồi quá. Hả? Vừa áng vào thôi, được rồi. Đây chị em đang tập trung giúp đỡ nhau để chôn cái ống nước xuống sâu các bạn ạ. Đoạn thì phải treo, đoạn thì phải chôn. Kìa, cho ống xuống kìa. Chôn dưới đất này thì đá lăn qua trên các bạn nhé. Ống nhà này cũng cũ lắm rồi, nối bé bét thế này. Này một đoạn này. Bên này lại nối đoạn này. Nước này người ta mang vào để làm ruộng các bạn, dẫn từ khe suối phía bên kia về đấy. Bình thường không làm đường này thì cũng không phải chôn đâu. Nhà nào cẩn thận lắm mới phải chôn đấy chứ còn. Ui kiến à. Nhiều kiến đi. Nước này là mấy hộ em? Mấy nhà đấy? Hai nhà chung nhau kiểu này à? Về làm ruộng đó quá, không phải về ăn đâu quá. Phải không? Làm ruộng à? Hai nhà nhưng mà dân bản giúp đúng không? Sang bên này mấy người trên kia. Sao cái máy khoan đá làm sao nhỉ anh Trang nhỉ? Lâu nhỉ? Không có ai trên cái khoan đá à? Có người sao không thấy tiếng máy nhỉ? Có hai thằng nhỉ? Hai thằng ở trên đấy à? Cánh Trang. À. Chỗ này chôn à hay là treo? Chôn thôi. Chôn xuống à? Chỗ này có khi là lá không lăn nhỉ? Có đấy, mấy nữa phá vào đây nó cũng lăn xuống đấy. Chính là cho vào mép tả ly trong này khéo nó không lăn đến đâu mà. Cho vào bên tả ly thế này. Cho xuống dưới. Ống này là làm được mấy đám ruộng? Hai nhà. Ống này thì một năm là làm được bao nhiêu bao thóc? Bốn mươi bao, nhà kia khoảng 40 bao là 80 bao thóc. 80 bao nhân với 40 cân. Được 3 tấn 2. Cái ống nước này duy trì cho mấy hộ đấy các bạn. Hai hộ. 8 tấn thóc. Đây trở lại phía bên vách đá thì anh Tiến sáng nay lắp gầu vào đục được khá là nhiều các bạn ạ. Mặt đường nó rộng rãi đảm bảo với cái lòng đường là 3 mét, thoải mái rồi. Đống đá kia chắc phải lắp gầu vào để chuyển xuống dưới này các bạn nhé, không lăn xuống đây nhiều quá nữa. Đó. Áp lực lớn thì nó nguy hiểm cho cái bờ rào, cho cái nhà này các bạn. Nhưng mà trước sau gì vẫn phải cho xuống hết thôi, cho lăn đi hết. Bà con đang di chuyển máy lên phía trên kia. Chuyển máy lên đây à? Cho lên chỗ cái can kia có hợp lý hơn không? Thế mà máy mấy hôm nữa nó không phải đứng ở đây nó đục hết mà. Cho lên chỗ cái can kia kìa. Ừ. Ừ, tà hơn đúng không? Tà quay ngang nó ra. Xong công trình này mày phải mang về hàn cái bánh,
trên này nó không có điện, nó không hàn được, không chế được các bạn. Hàn cái bánh để lái. Quay ngang vào tả ly nó đỡ trôi. Quay ngang cái đầu tả ly ấy. Để dọc á. Cho nó vào trong tả ly ấy. Nhấc hai cái bánh đầu nó vào trong một tí là được. Nào, 2, 3. Đấy, quá đẹp. Bằng. Cái mạch nước này nhà nào ở dưới này bảo anh Tuyến đục cho một cái lỗ xong là dẫn nước về mà dùng đi. Đúng rồi, nước để sạch siêu sạch mà để nó ra đường nó còn nguy hiểm cơ. Ừ, à tính làm đi. À nhà ngay dưới này cái gì? Ừ, thế làm cái ống. Nhà sàn ở dưới kia đúng không? Thế hợp lý quá còn gì nữa. Mũ chế à? Mũ chế nổ mó à? Ừ. À thế là cái tổ này là người ở trên này hết à? À. À, đi theo tổ là theo từng khu đấy đúng không? Ừ. Nếu nó ngắn quá thì ấy vào, lắp thêm cái kia vào. Hôm qua cho kỹ sư A Vàng vặn thế nào, hôm nay thiếu mất một ốc mà còn chưa chặt. Ôi rồi ôi, phải dỉ dầu nên anh em đang phải bảo dưỡng lại đi. Gãy hết cái chân máy các bạn ạ. Cái chân này nó rung lắc lâu quá nó gãy hết. Này là phải mang máy hàn ao quỳnh lên đây để hàn thôi. Anh em nghỉ trưa ăn cơm trưa các bạn ạ. Chiều lắp đặt máy lại lần nữa và tiếp tục công việc. 12 giờ trưa rồi. Cái này cỏ voi của A Trang là tốt lắm ấy nhỉ. Đấy, mấy hôm nữa thì cắt cỏ. Trồng ở trên này một hàng thì đẹp đấy. Ngày sau ra mận, à ra hoa đẹp lắm. Một cái mận, một cái đào, đúng rồi. Đây, vợ AC đang nấu cơm rồi đây. Mấy mẹ con nhà này đang món gì đây? Măng à? Măng. À, măng sạch à? Nhà bán sắp hết chưa? Không bán, không có măng bán. Không có măng bán á? Ô, năm nay không được mùa à? À. Làm cái bếp này sâu xuống để nấu ở đấy đúng không? Ừ. À, C đâu rồi? C đi làm. Đi làm rồi á? Đi làm thuê á? Vâng ạ. Thế bây giờ một mình ở nhà thôi à? À, ok. Với lại hai đứa con này. Ok, vào đây xem mà anh em nấu ăn đến đâu à? Vào đây anh ơi! Cơm đi! Ôi, cơm đi, xong nghỉ rồi. Tiếp tục. Ai chả có măng sạch luộc à? Sao lại luộc cả vỏ này cơ? Vợ xê cho à? Măng luộc cả vỏ mình chưa được ăn kiểu này bao giờ đâu đấy. Vào lớp đây. Hôm nay có thịt gà đông lạnh. Dưới này chắc không có một cái gì khác ngoài gà đông lạnh, cá chim. Vào đi. Ừ, măng luộc cả vỏ thơm vết nhỉ? Ừ. Mời các bạn ăn cơm với anh em nhé. Mời anh em nhé. Em ăn cơm đây. Mời các bạn cơm nhé. Hôm nay có món thịt rúi các bạn ạ. Như có ngon không? Cay, cay. Ừ. Cay đó. Hẩm ạ. Cay bạc má. Ừ. Ngon vết nhỉ? Rúi nấu với rau cải này. Không nhớ rồi. Rúi nấu với rau cải á? À, rau cải ngon đấy. Cải mông rau á? Rau cải như đấy. Ừ. Xào vào rau cải, hạt thịt luôn. Ừ.
Gãy răng. Tiếp tục công việc buổi chiều các bạn. Chiều hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng cái vách đá này ra. Khu vực này cũng đá nó cũng đá mềm. Có thể dùng búa cào ra được các bạn. Cái gầu thì không cào nổi nhưng mà cái búa nó cậy ra này. Đá này đá nó dạng đá cối. Chị em thì đang đi rào ở dưới nhà anh Sùng đấy rồi, rào lại cái chỗ đổ sáng nay ấy. Còn anh em thì đang phục chế lại cái máy nổ để tiếp tục khoan đá. Theo cái cây bột nở kìa. Nhưng mà vẫn phải theo cái lỗ kia vào đây đúng không ạ? Ờ, chỗ này cho ra tí. Nói chung là cứ rộng được bằng nào hay bằng đấy. Ô, xem nào, cái hoa gì đây? Hả? Cái gì đây? Hoa gì đấy? À, chuối. Hoa gì? Cho dưới ăn. Hoa này. Hoa để làm xôi ấy. Xôi vàng ấy. À, cái xôi vàng của người Mông đây đúng không? Đấy, tối với làm xôi à? Này, ngon chưa này? Tìm được cả măng này là măng gì? À, măng bầu. Trời sắp mưa rồi. Này, mưa là tuột đấy. Vâng. Ok, xuống dưới này xem chị em rào nhất thế nào. Xong là chắc là mình phải rút lui thôi các bạn ạ. Tại vì là trời này mà mưa xuống là mình không về được đâu. Sợ lắm, dắt xe khổ lắm. Nhà này bao bọc bởi an ninh bờ rào đá này, phải nói là quá kiên cố luôn. Đúng rồi, chuẩn rồi. À, tí nữa anh Lầu ạ. Tí nữa lấy một cái cây chống từ chéo từ dưới sân của nhà kia chéo lên đây này. Chống vào cái cột ấy. Ví dụ nó có hòn nào nó mạnh quá mà nó đập thì nó cái bờ rào nó khỏe. Cái dàn su su này là báo đỏ rồi. Báo động đỏ. Hả? Ờ, cho nó xuống đây hết xong lấy máy xúc đủn đi thôi. Cho gì? Không cho thì vác cái nào nổi hả? Lấy nhót lên đây ăn thế nào, lấy quả nhót lên đi. Như vậy là một cây cao thì muốn buộc không chống một cây chéo thì đấy sang lên. Cây cao này chúng ta phải một cây dài nữa. Nó nhảy ra lắm. Ở đây có à? Đang cho chị em cởi nốt cái cây cao này, cây dài này để chống từ dưới sân kia lên. Và làm chống chéo nữa các bạn ạ. Bởi vì cái lực cuối này lực rất là mạnh.
Hôm trước có một viên to quá. To quá nó đẩy, với lại hôm đấy là do rào, cũng rào chéo cơ. Nếu mà rào thẳng như này nó không cái lực đập vào nó không mạnh. Nó chỉ trượt đi thôi. Nhưng mà cái... Ok, các bạn ơi, bây giờ thì tầm khoảng xem nào, mấy giờ rồi nhỉ? Mới có 3 giờ hơn thôi. Mà trời bắt đầu đổ những hạt mưa xuống rồi. À, có lẽ là video mình cũng xin phép phải kết thúc tại đây. Về không sợ không về được ấy, tí về không về được, dắt xe khổ lắm. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục cùng với bà con xả chỗ đá này xuống hết nhé. Hôm nay là rào này, sửa chữa ống nước này và phá đá. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục những công việc dọn dẹp đi, không mưa xuống là nguy hiểm các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo. Một chế đây. Anh em làm sau thì nhá. Mưa rồi, phải về trước. Nàng lưu. Một chế cử cả. Khiêng xuống đi. Lấy cái này khiêng xuống dưới cái luôn đi. Khiêng xuống sân đấy. To. Cho nó đổ xuống đây đã. Cho nó đổ xuống đây đã. Cho nó từng đầu xuống, cái đầu ngọn này xuống trước. Tí mới cho đầu gốc xuống.